Hân hoan chào mừng quý anh chị trở lại với kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn. Lại được gặp quý anh chị trong video này rồi, Lộc Nguyễn rất là vui. Lộc Nguyễn xin chúc tất cả quý anh chị và cô bác có một ngày thật là tuyệt vời và hạnh phúc bên gia đình nha. Và hôm nay cũng giống như thường ngày, Lộc Nguyễn lại đi hỗ trợ công chứng cho một cái vị khách mua đất thổ cư nha quý anh chị. Thì vị khách này á, Lộc đã hỗ trợ đi xem đất được 3-4 tháng rồi. Họ đang vay ngân hàng á, cuối cùng thì những cái hồ sơ ngân hàng cũng xong á quý anh chị, nên khách hàng này mua tiền mặt á là khoảng 600 mấy, và phần còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ. Thì miếng đất này với giá là 1 tỷ 150 triệu nha quý anh chị, đất thổ cư hai mặt tiền luôn. Vị khách tên là Quang nha quý anh chị. Thì hiện tại á, Quang có chứng minh được cái thu nhập rất là tốt, nên ngân hàng hỗ trợ vay với một cái mức giá cũng khá là cao ha. Thì những quý anh chị nào đang có nhu cầu mua đất để xây nhà ở cũng như là mua đất để đầu tư á, thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn để được tư vấn rõ ràng về pháp lý cũng như là đặt cuộc hẹn để cho quý anh chị đi xem những cái sản phẩm đất cũng như là những cái ngôi nhà đẹp thực tế luôn nha. Những cái sản phẩm mà nhà và đất bên Lộc á, thì mình làm việc với chính chủ nên được cái giá rất là tốt nha quý anh chị. Và Lộc á, sẽ hỗ trợ cho quý anh chị nào mà đang có nhu cầu để vay á, thì bên Lộc sẽ hỗ trợ về phần ngân hàng. Còn về mặt pháp lý thì quý anh chị yên tâm, khi mà quý anh chị mua nhà hoặc đất á, thì quý anh chị ngoài việc tin tưởng môi giới ra thì quý anh chị còn phải cầm cái sổ nhà hoặc đất đó, quý anh chị đi lên huyện hoặc sở tài nguyên môi trường để test quy hoạch của cái khu vực đất hay nhà của chúng ta ha. Thì khi mà mình test đất sạch rồi á, thì chúng ta về thương lượng giá trực tiếp với chủ luôn, thì được giá thì chúng ta mua thôi nha quý anh chị. Làm như vậy thì chúng ta sẽ yên tâm hơn về mặt pháp lý của cái nhà hay miếng đất đó, cũng như là mình tự tin mua bán hơn ha quý anh chị. Thì hôm nay thì Quang đang chuyển tiền cho anh chủ này nè để công chứng cái miếng đất. Thì hiện tại đã ký công chứng xong rồi, đang chờ hồ sơ ra thôi. Em Quang sẽ thanh toán tiền chuyển khoản là 500 triệu và tiền mặt là khoảng 125 triệu quý anh chị. Phần còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho bên chủ nha. Và hiện tại là đang đếm tiền mặt nè, tầm khoảng là 125 triệu ha quý anh chị. Quý anh chị hãy nhắc máy lên gọi nhanh ngay cho Lộc để được tư vấn rõ ràng về pháp lý cũng như là nói những cái nhu cầu của quý anh chị như thế nào á, thì Lộc Nguyễn sẽ dẫn đi xem những cái sản phẩm thật là phù hợp cho gia đình mình để không mất thời gian của cả hai bên đó quý anh chị. Thông qua video này thì Lộc Nguyễn cũng xin cảm ơn tất cả quý anh chị và cô bác trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ những cái sản phẩm bên nhà đất Lộc Nguyễn nha. Xin chào tạm biệt quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.